Dạ. Dạ ông bà ngoại khỏe không ông bà ngoại? Dạ khỏe ha. Dạ. Dạ. Bà ngoại đang khỏe gì ông ngoại? Khô Khô dạ. Khô này như giống cá ba sao á. không biết cái gì biết không biết nữa. cái gì hôm qua nhỏ kia vô Nhỏ kia nó cho. bán nó cho Dạ. Vô cho. Vậy là người ta mới đem vô cho ông bà ngoại hôm qua. Ăn qua. Dạ. Ông bà ngoại mấy ngày sức khỏe như thế nào rồi? Cũng nữa là ngay nó cũng ba hầu dày ba hầu khác thì già rồi. Dạ. Nó khỏe khỏe nó Dạ. mệt thì nó mệt Dạ. Ông bà ngoại nhớ con không? Nhớ. Nhớ chứ. Dạ. Mới đây mà. Dạ, cũng mới thăm đây. Dạ. Dạ. Rồi ông bà ngoại nấu cơm hả? Nấu cơm. Nấu cơm với khô nướng. Dạ. Vậy là coi như là đây là nồi cơm. Ông bà ngoại cho con coi cơm với. Dạ, ồ gạo cũng ngon quá ông bà ngoại. Dạ ông ta cho đó. Của người ta cho người ta luôn. cho luôn. Còn khô chiên cho nó đó hen. Ừ, khô chiên của người ta cho Dạ. luôn. Mấy ngày hôm bữa thì sau khi mà cái video con đưa lên có ai ghé thăm ông bà ngoại không? Không. Không. Không có ai hết Vậy là không ai ghé. trơn. Không, không có ai Dạ. ghé. Ai ghé hết trơn. Dạ. Mà xài từ hôm đó nay cũng nhín nhín chứ không dám xài ấy nữa. Dạ không dám xài nhiều phải không mày? Không dám xài nhiều. Dạ. Bây giờ mình mua đồ mình chai giờ với mình mua mũ đồ phủ lên ghe kìa Dạ. chứ đâu có dám. Dạ. Mà ông bà ngoại mua chưa? Mua rồi mà còn chưa mưa không có dám mũ phủ lên. Dạ. Dạ. Dạ ông bà ngoại vẫn còn nghe mấy niệm Phật đó ha. Dạ. Dạ. Vậy ông ngoại, dạ ông ngoại tắt máy nói chuyện với con tí ha. Dạ. Dạ rồi thì hôm nay con chia sẻ với ông bà ngoại nghe. Bữa nay thì con quay trở lại đây. Thì sau khi mà cái video hôm bữa mà con đưa lên trên mạng á thì có rất là nhiều cô chú ở nước ngoài tại Mỹ cũng như Canada là yêu thương ông bà ngoại. Thấy rằng là cái độ tuổi lớn nhưng mà lại thiếu cái tình thương của con cháu. Dạ, lo lắng mà phải sống ở trên ghe như vậy. Thành ra là thấy ông bà ngoại rất là cực khổ và vất vả. Đó lý do vì sao mà ngày hôm nay con quay trở lại đây để con đem theo tấm lòng của cô chú. Và kể từ lúc thì cô chú biết ông bà ngoại thông qua video chợ Hòa Thành thì cũng có phần quà tặng cho ông bà ngoại ngày hôm nay. Dạ, ông bà ngoại nghe vậy thấy vui không? Vui vui vui. Dạ, đầu tiên thì con chia sẻ ông bà ngoại đây là cái hũ thuốc ở bên Canada gửi về. Thì ông bà ngoại sáng uống viên. Dạ. Mà ở bên Canada là cô Thu tặng cho ông bà ngoại hai hũ. Thì một hũ là dưỡng da với một hũ là thuốc bổ. Thì ông bà ngoại cứ uống sáng viên. Sáng thì uống hũ này, chiều thì uống hũ kia. Dạ, mà mỗi lần uống chỉ một viên thôi. Dạ, uống tới khi nào hết thì thôi. Ông bà ngoại ha. Dạ, ông bà ngoại nhớ không ạ? À? Dạ. Thì nó có hai hũ. Có hai hũ, sáng uống hũ này, Dạ. uống hũ này, Dạ. hũ đen nè. Dạ đúng rồi. Thì ông Dạ. bà ngoại nhớ chưa ạ? À? Nhớ. Dạ, nhớ một lần uống giùm con một viên thôi nghe. Dạ. Thì đó là tấm lòng của cô Thu ở Canada Dạ. tặng cho ông bà ngoại. Trước là tặng thuốc bổ cho ông bà ngoại. Tại vì độ tuổi của mình thì bây giờ thì cũng không có được khỏe như hồi Cũng trẻ. không được khỏe hung Dạ đúng rồi. bao vậy bao khác. Dạ. Mà từ đó giờ con chưa biết họ tên ông ngoại. Ông ngoại họ tên gì ông ngoại? Ông ngoại thì Quỳnh Văn Hồi. Quỳnh Văn Hồi. Dạ. Quỳnh Văn Hồi. Ông ngoại 70 mấy ông ngoại? 74. 74. Dạ, còn bà ngoại? Bà ngoại thì Nguyễn Thị Huệ. Nguyễn Thị Huệ. Dạ. 66. 36. Dạ. Thì bên cạnh á là cô Thu là ở Canada chăm lo sức khỏe cho ông bà ngoại. Thì cô Thu Cảm ơn nhiều lắm à. dạ. Cảm ơn cô Thu nhiều dữ lắm luôn đó. Cảm Dạ. ơn dữ lắm luôn á. Dạ. Mà bây giờ sức khỏe ông bà ngoại thì ba lúc này lúc khác ha. Lúc này lúc khác. Mà nói chung thì nó cũng tàn tàn được. Cũng tạm tạm được. Dạ rồi. Thì bên cạnh cô Thu tặng cho ông bà ngoại hai hũ thuốc. Thì cô Thu còn tặng cho ông bà ngoại là 400 đô Canada. Dạ. Ông bà ngoại biết 400 đô được bao nhiêu không? Không biết hồi đó không có xài không biết. Từ đó giờ không xài không biết. Dạ, 400 đô Canada thì ông bà ngoại sẽ được bao nhiêu đây? Bây giờ thì ông bà ngoại đếm giùm con thử coi mình được bao nhiêu nha. Dạ, bà ngoại đếm hay ông ngoại đếm ạ? À? Bà ngoại đếm Dạ bà ngoại đếm đi bà ngoại. Đếm thử rồi cô Thu tặng cho bà ngoại với ông ngoại bao nhiêu nha. Dạ. Bà ngoại thấy tiền nhiều không? Thấy nhiều, cảm ơn nhiều. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Dạ. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Dạ. 71, 72, 73, 74. Dạ. Theo ngoại thì đây là số tiền như thế nào đối với ông bà ngoại? Dạ, số tiền này là thấy cũng lớn lắm. Dạ. Này là thấy cũng lớn lắm, là cũng cảm ơn, cũng mừng lắm đó. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô Thu. Dạ. Ở Canada. Cảm ơn cô Thu nhiều. Dạ, tặng cho ông bà ngoại, để cho ông bà ngoại khi nào mà có cần gì thì có thể mình có để mình sử dụng. Tại vì ông bà ngoại thì không có con cháu bên cạnh, thành ra là cái sự thiếu thốn về cái cuộc sống nó rất là nhiều so với những hoàn cảnh khác. Dạ, thì ngoại nhắn gửi gì với cô Thu không? Cảm ơn cô Thu nhiều dữ lắm. Dạ. Làm gì có được số tiền này. Dạ. Ông ngoại nhắn gửi gì với cô Thu không? Cảm ơn cô Thu cũng nhiều lắm. Dạ. Chứ giờ nữa thầy không biết nói cái gì hơn. Dạ. Với phần bây giờ thì cũng không có làm được cái gì hết trơn. Dạ. Vậy cảm ơn dữ lắm luôn rồi đó. Dạ. Đó, vậy cũng cảm ơn cô Thu nhiều lắm. Dạ. Thì bên cạnh đó con cũng chia sẻ ông bà ngoại. Dạ. Là con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm tiếp theo. Dạ. Đó là cô Loan ở tại Mỹ. Dạ. Có tặng cho ông bà ngoại 100 đô. Dạ. Dạ. Ông bà ngoại biết 100 đô được bao nhiêu không? Cũng không có dành cái vũ xài đô nữa. Không biết nhiêu nữa. Dạ. Không biết xài đô bao nhiêu nữa. Vậy thì bây giờ ông bà ngoại đếm giùm con đi ha. Dạ, cô Loan gửi đến cho ông bà ngoại là 100 đô. Dạ, ngoài đếm đi thì ngoài sẽ biết được bao nhiêu ha. Sáu mươi mấy ngàn. Dạ, 2.560.000. Thì đó là tương đương với 100 đô la Mỹ. Dạ. Thì đó là tấm lòng của cô Loan ở bên Mỹ. Dạ. Cũng yêu thương ông bà ngoại. Dạ. Mà tặng gửi tặng cho ông bà ngoại trong ngày hôm nay. Dạ, dạ, ông ngoại. Dạ, bà ngoại. Dạ, dạ, bà ngoại thì cảm ơn cô Loan nhiều lắm. Dạ. Suốt đời chưa có được gì nữa. Quý vậy nào bà ngoại. Quý dữ lắm luôn á. Dạ. Chứ làm cũng không có làm, giá tiền. Già rồi không có làm gì có tiền được nữa. Dạ. Dạ, thì ông ngoại nhắn gửi gì với cô Loan không? Rồi cũng cảm ơn cô Loan nhiều lắm. Dạ. Cũng vui mừng lắm. Dạ. Vì già rồi giờ cũng không có công chuyện gì làm được, làm cũng không nổi, mệt. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn cô Loan nhiều lắm. Dạ. Thì ông bà ngoại có dự tính gì với phần quà của nhà hảo tâm? Ông bà ngoại có tính mua gì hay làm gì không? Thì bây giờ bà ngoại cũng tính là mua đồ lắp vò ghe. Dạ. Cái ghe tới bây giờ nó tới lắp nữa rồi mà chưa có tiền. Tới lắp là sao con chưa hiểu lắm? Chưa, mình lắp vò vô dán á, mua dầu á. Mua dầu vô dán á, mình lắp á. Cho nó đừng có bị mục. À, dạ. Mà bình thường mỗi lần ngoài ông bà ngoại làm cái đó thì nó tốn bao nhiêu? Tốn lần là 2 thùng dầu. Dạ, là bao nhiêu tiền? 2 triệu. 2 triệu bạc. Trời, vậy là hên quá trời. À. Phần quà của hai cô đến với ông bà ngoại là quá.
Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đã quay trở lại chợ Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để ghé thăm ông bà ngoại sống trên ghe mà trong khoảng thời gian trước em có dịp hữu duyên biết đến ông bà ngoại. Thì có thể nói là ông bà ngoại là một trong những cái hoàn cảnh mà được nhận rất là nhiều những cái sự quan tâm cũng như yêu thương của nhà hảo tâm. Thì lần này em quay trở lại đây để tiến hành thay mặt tấm lòng của cô Thu ở Canada và chị Loan ở Mỹ sẽ gửi đến phần tịnh tài là cô Thu gửi đến cho ông bà ngoại là 400 đô. Thì em đổi được với tỷ giá 1.850.000. Thì 400 đô em được là 7.400.000. Bên cạnh đó là tấm lòng của chị Loan là 100 đô. Em đổi bữa được là 2.562.000. Đối với nguyện vọng của cô Thu và chị Loan là mong muốn số tiền của mình sẽ gửi đến cho ông bà ngoại có cái phần mưu sinh đỡ vất vả trong cuộc sống trong khoảng thời gian sắp tới. Bên cạnh đó là hai cái lọ thuốc của cô Thu ở Canada gửi về cho em, là một lọ hũ là gì, glucosamine, và một hũ là collagen. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng đi đến chiếc ghe cũng như cái chòi của ông bà ngoại để tiến hành thăm ông bà ngoại với tấm lòng của hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ và Canada trong buổi sáng trưa ngày hôm nay cô chú anh chị ha. Như cô chú anh chị có thể thấy thì chợ Hòa Thành thì giờ này là tan hết chợ rồi. Đây là những cái ngôi chợ vườn, những cái ngôi chợ quê thì không có còn người mua bán. Vào khoảng 8 giờ mấy là coi như là không còn ai hết rồi. Giờ thì vắng que luôn. Giờ nước bên đây khá là cạn. Cạn hơn hôm bữa nữa cô chú anh chị. Dạ con chào ông bà ngoại. Dạ. Dạ ông bà ngoại khỏe không ông bà ngoại? Dạ khỏe ha. Dạ. À, dạ. Bà ngoại đang khói gì ông ngoại? Khô. Khô dạ. Khô này như giống cá ba sao á. Không biết cá gì biết nữa. Cá dạ. Gì qua nhỏ kia nhỏ vô kia nó quán nó cho. Dạ. Cho. Vậy là người ta mới đem vô cho ông bà ngoại hôm qua. Dạ. Ăn qua. Dạ. Ông bà ngoại mấy ngày sức khỏe như thế nào rồi? Cũng nữa ngay nó cũng ba hầu dày ba hầu khác già rồi. Dạ nó khỏe khỏe dạ. Nó mệt thì nó mệt rồi. Dạ ông bà ngoại nhớ con không? Nhớ chứ. Dạ mới đây mà. Dạ cũng mới thăm đây. Dạ dạ rồi ông bà ngoại nấu cơm hả? Nấu cơm. Nấu cơm với khô nướng. Dạ vậy là coi như là đây là nồi cơm. À. Ông bà ngoại cho con coi cơm với. Dạ ồ gạo cũng ngon quá ông bà ngoại. Dạ ông ta cho đó. Dạ, ông ta cho luôn. Cho luôn. Còn khô chiên trên đó đó hen. Ừ, khô chiên của người ta dạ. Cho luôn. Mấy ngày hôm bữa thì sau khi mà cái video con đưa lên có ai ghé thăm ông bà ngoại không? Không. Không. Không vậy là không ai ghé. Không, không dạ. Ai ghé hết trơn. Dạ. Mà xài từ hôm đó nay cũng nhín nhín chứ không dám xài ấy nữa. Dạ, không dám xài nhiều phải không mày? Không dám xài nhiều. Dạ. Bởi vì mình mua đồ mình chai giờ với mình mua mũ đồ phủ lên ghe kìa. Dạ. Chứ đâu có dám. Dạ. Mà ông bà ngoại mua chưa? Mua rồi mà còn chưa mưa không có dám mua phủ lên. Dạ. 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 Ông bà ngoại vẫn còn nghe mấy niệm Phật đó ha. Dạ. Dạ. Vậy ông ngoại, dạ ông ngoại tắt máy nói chuyện với con tí nghe. Dạ. Dạ rồi thì hôm nay con chia sẻ với ông bà ngoại nghe. Dạ. Bữa nay thì con quay trở lại đây. Thì sau khi mà cái video hôm bữa mà con đưa lên trên mạng á, dạ. Thì có rất là nhiều cô chú ở nước ngoài, dạ. Tại Mỹ cũng như Canada là yêu thương ông bà ngoại, dạ. Thấy rằng là cái độ tuổi lớn nhưng mà lại thiếu cái tình thương của con cháu, dạ, lo lắng mà phải sống ở trên ghe như vậy, thành ra là thấy ông bà ngoại rất là cực khổ, dạ. Và vất vả. Đó lý do vì sao mà ngày hôm nay con quay trở lại đây để con đem theo tấm lòng của cô chú. Dạ. Và kể từ lúc thì cô chú biết ông bà ngoại thông qua video chợ Hòa Thành thì cũng có phần quà tặng cho ông bà ngoại ngày hôm nay. Dạ. Ông bà ngoại nghe vậy thấy vui không? Vui chứ. Dạ. Vui. Dạ. Đầu tiên thì con chia sẻ ông bà ngoại đây là cái hũ thuốc ở bên Canada gửi về. Dạ. Thì ông bà ngoại sáng uống viên. Dạ. Mà ở bên Canada là cô Thu. Dạ. Tặng cho ông bà ngoại hai hũ. Dạ. Thì một hũ là dưỡng da. Ừ. Với một hũ là thuốc bổ. Dạ. Thì ông bà ngoại cứ uống sáng viên. Sáng thì uống hũ này, chiều thì uống hũ kia. À.
Dạ, mà mỗi lần uống chỉ một viên thôi. Dạ, uống tới khi nào hết thì thôi. Dạ. Ông bà ngoại ha. Dạ. Dạ, ông bà ngoại nhớ không ạ? À? Dạ. Thì nó có hai hũ. Có hai hũ, sáng uống hũ này, dạ. Uống hũ này, dạ. Hũ đen nè. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ, ông bà ngoại nhớ chưa ạ? À? Dạ. Dạ, à, nhớ một lần uống giùm con một viên thôi nghe. Dạ. Thì đó là tấm lòng của cô Thu ở Canada. Dạ. Tặng cho ông bà ngoại. Trước là tặng thuốc bổ cho ông bà ngoại. Tại vì độ tuổi của mình thì bây giờ thì cũng không có được khỏe như như hồi trẻ. Không được khỏe không? Dạ đúng rồi. Bao vậy bao khác. Dạ. Mà từ đó giờ con chưa biết họ tên ông ngoại. Ông ngoại họ tên gì ông ngoại? Ông ngoại thì Quỳnh Văn Hồi. Quỳnh Văn Hồi. Dạ. 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 Ông ngoại 70 mấy ông ngoại? 74. 74. Dạ, còn bà ngoại? Bà ngoại thì Nguyễn Thị Huệ. Nguyễn Thị Huệ. Dạ. 66. 66. Dạ. Thì bên cạnh á là cô Thu là ở Canada chăm lo sức khỏe cho ông bà ngoại. Dạ, thì cô Thu cảm ơn nhiều lắm á. Dạ. Cảm ơn cô Thu nhiều dữ lắm luôn đó. Cảm ơn nhiều lắm luôn á. Dạ. Mà bây giờ sức khỏe ông bà ngoại thì ba lúc này lúc khác ha. Lúc này lúc khác. Mà nói chung thì nó cũng tàn tàn được. Cũng tàn tàn được. Dạ rồi. Thì bên cạnh cô Thu tặng cho ông bà ngoại hai hũ thuốc. Dạ. Thì cô Thu còn tặng cho ông bà ngoại là 400 đô Canada. Dạ. 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 Ông bà ngoại biết 400 đô được bao nhiêu không? Không biết thôi, hồi đó không có xài, không biết. Dạ, giờ không xài, không dạ. 400 đô Canada thì ông bà ngoại sẽ được bao nhiêu đây? Dạ. Bây giờ thì ông bà ngoại đếm giùm con thử coi mình được bao nhiêu nha. Dạ, bà ngoại đếm hay ông ngoại đếm ạ? À? Bà ngoại đếm. Dạ, bà ngoại đếm đi bà ngoại. Đếm thử rồi cô Thu tặng cho bà ngoại với ông ngoại bao nhiêu nha. Dạ. Bà ngoại thấy tiền nhiều không? Thấy nhiều, cảm ơn nhiều. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, yeah. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Dạ. 7, 71, 71, 72, 73, 74. Dạ. Theo ngoại thì đây là số tiền như thế nào đối với ông bà ngoại? Dạ, số tiền này là thấy cũng lớn lắm. Dạ. Số tiền này thấy cũng lớn lắm, là cũng cảm ơn, cũng mừng lắm đó. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô Thu. Dạ. Ở Canada. Cảm ơn cô Thu nhiều. Dạ, tặng cho ông bà ngoại. Để cho ông bà ngoại khi nào mà có cần gì thì có thể mình có để mình sử dụng. Tại vì ông bà ngoại thì không có con cháu bên cạnh. Thành ra là cái sự thiếu thốn về cái cuộc sống nó rất là nhiều so với những hoàn cảnh khác. Dạ, thì ngoại nhắn gửi gì với cô Thu không? Cảm ơn cô Thu nhiều dữ lắm. Dạ. Làm gì có được số tiền này. Dạ. Ông ngoại nhắn gửi với cô Thu ngoài. Cảm ơn cô Thu cũng nhiều lắm. Chứ giờ nó thật không biết nói cái gì hơn. Dạ. Với phần bây giờ thì cũng không có làm được cái gì hết trơn. Dạ. Cảm ơn dữ lắm luôn rồi đó. Dạ. Đó, vậy cũng cảm ơn cô Thu nhiều lắm. Dạ. Thì bên cạnh đó con cũng chia sẻ ông bà ngoại. Dạ. Là con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm tiếp theo. Dạ. Đó là cô Loan ở tại Mỹ. Dạ. Có tặng cho ông bà ngoại 100 đô. Yeah. Dạ. Ông bà ngoại biết 100 đô được bao nhiêu không? Cũng không có dành cái vũ xài đô nữa. Không biết nhiêu nữa. Dạ. Không biết xài đô bao nhiêu nữa. Vậy thì bây giờ ông bà ngoại đếm giùm con đi ha. Dạ, cô Loan gửi đến cho ông bà ngoại là 100 đô. Dạ, ngoài đếm đi thì ngoài sẽ biết được bao nhiêu ha. Một, hai, ba,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25.600 60 mấy ngàn. Dạ, 2.560.000. Thì đó là tương đương với 100 đô la Mỹ. Dạ. Thì đó là tấm lòng của cô Loan ở bên Mỹ. Dạ. Cũng yêu thương ông bà ngoại. Dạ. Mà tặng gửi tặng cho ông bà ngoại trong ngày hôm nay. Dạ, dạ ông ngoại. Dạ, bà ngoại. Dạ, dạ, bà ngoại thì cảm ơn cô Loan nhiều lắm. Dạ. Suốt đời chưa có được gì nữa. Quý vậy nào bà ngoại. Quý dữ lắm luôn á. Dạ. Chứ làm cũng không có làm, giá tiền. Dạ, giờ không dạ, có làm dạ, gì có gì có tiền được nữa. Dạ. Dạ, thì ông ngoại nhắn gửi gì với cô Loan không? Rồi cũng cảm ơn cô Loan nhiều lắm. Dạ. Cũng vui mừng lắm. Dạ. Vì già rồi giờ cũng không có công chuyện gì làm được, làm cũng không nổi, mệt. Dạ đúng rồi. Rồi. Cảm ơn cô Loan nhiều lắm. Dạ. Thì ông bà ngoại có dự tính gì với phần quà của nhà hả Tâm? Ông bà ngoại có tính mua gì hay làm gì không? Thì bây giờ bà ngoại cũng tính là mua đồ lắp vò ghe. Dạ. Cái ghe bây giờ nó tới lắp nữa rồi mà chưa có tiền. Tới lắp là sao con chưa hiểu lắm. Chưa mình lắp vò vô dáng á, mua dầu á, mua dầu vô dáng á mình lắp á. Đặng cho nó nó đừng có bị mục. À, đừng bị mục là mà đó. Bình thường mỗi lần ngoài ông bà ngoại làm cái đó thì nó tốn bao nhiêu? Tốn lần là 2 thùng dầu. Dạ là bao nhiêu tiền? 2 thùng dầu là 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu bạc. Trời vậy là hên quá trời. À. Dạ. Phần quà của hai cô dạ. đến với ông bà ngoại là quá đúng lúc. Ờ. Dạ. Dạ, con cảm ơn phúc lắm rồi. Dạ. Dạ, bây giờ thì con xin phép con xem chiếc ghe một cái. Dạ. Ông bà ngoại dắt hả? Ông ngoại dắt con đi ha. Dạ ông bà ngoại nhớ là uống thuốc ngàn viên nha, sáng viên dạ. chiều viên. Dạ, mỗi hũ thì uống viên. Bữa nay nước hình như hơi cạn phải không ngoại? Nước bữa nay cạn dữ lắm. Dạ. Cạn dữ lắm. Là ông ngoại là tính lắp dầu ở cái bên nào? Lắp hết trơn cái ghe luôn à. Dạ. Vậy là mình sẽ là mình sẽ quét dầu á ha. Ừ, dầu dạ. Lắp vò dầu trong á. Dạ dầu trong. Rồi bắt đầu lắp hết. Dạ. Vậy cũng đúng lúc, vậy cũng nhờ nước ngoài cũng mấy cô mới chú rồi. Dạ. Coi như là quá đúng dạ. thời điểm ông ngoại ha. Dạ. Bữa nay nước cạn này dạ. thì con không sợ bằng hôm bữa. Hôm bữa nước lớn thì con hơi ớn ớn. Dạ. Dạ ông ngoại qua trước thì rồi con qua. Hình như là ông ngoại lấy mấy cái miếng thép là ông ngoại đóng hết rồi phải không? Ờ, chứ con thấy đóng ở dưới lên chút nữa. Dạ. Đóng kèm vô. Dạ. Đằng nữa biết sao nữa cái đường này nữa mình xét chai nó đỡ. Hai cái miếng đo trên nóc cái ông lấy ông thử. Hai miếng đo trên nóc cái thử đem xuống đóng ở dưới này nha. Dạ. Cho nó hơi lâu hư chút. Dạ, cho nó chắc hơn ngoài dạ. ha. À. Vậy là ông ngoại cắt cái miếng ton ra. Ừ, cắt miếng ton ra đó vậy đóng vô đó. Cho nó đóng vô. Dạ. Ừ. Cho ra là ông ngoại cũng khéo tay dữ ha. Dạ. Rồi đinh nó đâu có ông bà ngoại? Đinh mua. Đinh bà ngoại mua lần đến ký lô mà. Mua ký lô. Dạ, ký lô hết nhiêu ngoại? 20 mấy ngàn. Dạ. Rồi mua cái ghe này đóng cả 2 ký có. Dạ. Trên 2 ký. Dạ. Vậy là coi như là ông bà ngoại là chỉ có sống bằng lụm dây chai thôi. Ờ, sống ở sông này nước lớn vớt, nước dòng vớt. Dạ. Ủa rồi hôm bữa con thấy ông ngoại bán dây chai được bao nhiêu rồi? Chưa có bán. Dạ chưa bán luôn ha. Chưa bán còn chấm nè. Dạ. Cái nước lâu lâu nó mới đi một lần. Cái thùng này đựng gì vậy ông bà ngoại? Đựng nước uống à. À dạ. Đựng nước để nấu. Để nấu uống ha. Trong nấu. Vậy là ngày trước cái ghe mình là có 2 tấm ton. Ờ. Rồi giờ mình viết mình lấy ra mình cắt luôn ông ngoại. Lấy ra cắt ghe đem đóng xuống dưới. Dạ. Để cho nó an toàn hơn dạ. ha. Dạ. Rồi bây giờ á thì phải mua mũ che lên. Dạ. Rồi mua chai chét nè. Dạ. Còn đang nhồi thau chai giống ngày chưa chét nè. Ủa cái chai là được. Cái gì ông ngoại? Là keo hay sao ông ngoại? Đây nè, chai. Chai bột của mình á. Mua về cái rồi mình nhồi. Đó, mình nhồi nè. Dạ, nó bắt đầu nó mềm. Dạ, nhưng mà cái chai là cái gì ạ?
con chưa hiểu lắm. Cái chai bột người ta bán á. Dạ. Bán lớp giò thùng rồi giò ghe. À, là để cho chét trên ghe đó ha. Ừ, để chét trên ghe cho đi dính dính nó khô lại á. Dạ. Rồi hôm bữa mua hết nhiêu ông bà ngoại? Mua bữa ra hết 100 mấy. 100 mấy, bữa đó tiền đâu mua ngoại? Tiền hơn lúc trước chú ấy đó vừa dính ra. À, dạ, dạ, tiền hôm bữa con gửi đó hả? Ừ, đã hết 125 ngàn. Dạ. Dính ra rồi dạ. Mua nè, đặng mà chét để thôi mua cái bắt đầu. À. Nước cái ngủ không được. Vậy là hôm bữa là so ra là tiền nhà hảo tâm tặng là ông bà ngoại là để chỉnh trang cái ghe. Dạ. Cái chỗ ở cho nó né được cái mưa sắp tới. Dạ. À, con hiểu rồi. Dạ. Vậy là coi như là mấy cái này là bởi vì mấy cái này là phải là trong ngành nghề mới hiểu. Dạ. Nó còn mấy để mấy cái khúm khúm đó, mấy cái đó là gạo dầm lớn người ta cho để dành ăn đó, chứ không có dám mà bán đó nghe. Dạ, gạo vẫn còn nhiều không bà ngoại ha. Nói gạo chung gạo là không chứ. Thiếu. Dạ. Gạo còn có 13-10 mấy bao. Trời, dữ vậy ông bà ngoại. Mười mấy bao làng cũng lâu lắm đó. Bao 10 ký. Dạ. Cái dầm là mà gạo rẻ đó. Dạ. Cho 7-8 bao, 9-10 bao. À dạ, cái đợt gầm đấy ha. Dầm lớn đó rồi. Ông bà ngoại để dành lại. Ờ. Dạ. Để dạ. Ăn. Vậy là tối ông bà ngoại bung cái mùng ra. Ờ, dẹp ra. Dạ. Dẹp dồn lại ngay cho dạ. Nó rộng. À, vậy là ông bà ngoại chét cái này đấy ha. Ờ, chét. Chét để cho mưa nó đừng dột xuống. Mưa đừng xuống. À, con hiểu rồi. Dạ. Ờ, vậy là bữa nay so ra là quà nhà hảo tâm đến là dạ. Cũng kịp lúc nữa đó. Dạ. Để ông bà ngoại mua chỉnh trang cái ghe ha. Ừ. Cho nó đừng có bị dột. Ừ, chai vậy nó mà lắp giò vô. Dạ. Chứ tới tuổi nó rồi. Bởi vậy chứ tới tuổi tuổi này mà dạ. Bây giờ dạ. Làm tiền nó cũng khó. Khó. Dạ. Chứ bây giờ mình cũng yếu rồi. Vớt ngủ này chứ coi vậy chứ cũng đâu có đủ ăn đâu. Dạ đúng rồi. Vớt này đâu có được nhiêu tiền đâu. Đâu có nhiêu tiền. Mà ông ngoại còn phải rửa lại nữa ha. Còn rửa nữa. Dạ. Nè, cái đầu rửa nó nè, ba cái cước nè. Dạ, cái cước. Cái cước nữa, cái mình chùi nó chóc ra. Dạ. Cho nó trắng trắng ha. Dạ. Cái mình mới cân được. Rửa là bốn mới bán được 4.000 ký không mày? Ừ, rửa dạ. Quá có 4.000 ký. Dạ. Còn không rửa thì người ta không mua. Ờ. Dạ. Tại người ta nghĩ là đất sình nó bám vô nó nặng ký. Nó bám vô rồi nó đen, người ta không mua. Dạ. Vậy là bình thường nước lớn là chai nó cho nhiều lắm ha ông bà ngoại? Nó cũng có mà nhiều ít quá à, vớt kiếp rồi nó cũng muốn hết rồi. Dạ. Bị nó trâu vô mình vớt, trâu ra mình vớt đó, rồi chỗ khác nó trâu lại nữa. Dạ. Thành ra nó cũng không phải một mình vớt. Dạ đúng rồi. Còn người ta bơi xuồng đi dài dài người ta vớt nữa. Dạ đúng, chứ không dạ phải đúng. Có một mình. Vậy là ông ngoại vớt bằng cái cây này hả ông ngoại? Ờ, vớt bằng cây này nè. Trời, ông ngoại còn cầm nổi không? Nè. Ông ngoại còn cầm nổi không? Con thấy nó dài quá vậy, nó nặng quá nhẹ, vậy. Nó nhẹ. Dạ nhẹ không? Cũng không có nặng không? Nặng mình ngồi đây dặn mình đưa qua tới kia. À dạ. Vớt. Dạ. Cái con ghe này nó bự quá, bung vô bung ra trời ơi khó lòng dữ lắm luôn, nằm tại chỗ luôn hả? Dạ đúng rồi. Nó nặng. Vậy là ông ngoại cũng chế cái cây này đó ha. Ờ, chế cây này cho nó dài dài dạ. Ngồi cái trâu tới cho dạ. Học vớt. Rồi kế chế hai cái lưới ờ. Như là hái trái cây vậy đó. Ờ, cây dạ. Cái này chai vô cái miếng lưới. Dạ. Vớt. Dạ. Ông ngoại cho con ra đây con xem thử ở bên hông ghe đây đây cái ông ngoại ha. Dạ. Ngoài đây chắc ăn không ông ngoại? Chắc ăn. Chắc ăn ha. Dạ rồi. Cái ghe này ghe mới mà nó dạ. Nặng nữa nó không có lật cho mày thở. Dạ. Mà có hai dây kiềm đây đang kẹp nó lại rồi. Dạ. Vậy là bình thường là nước cạn là chiếc ghe mình nó như thế này. Dạ. Ờ, nước cạn nó vậy, nước lớn cái nó nổ hình lên. Dạ. Vậy là ngoài treo mấy cái chai nước để cho nó đừng có bị ba cái tấm mũ không ngoài? Ờ, dằn mấy tấm mũ. Dạ. Lấy xuống như để gió nó tóc lên. Dạ. Đó, cô chú anh chị thấy là các cái chai nằm dưới sình đó ngao mà ngoại vớt lên dính sình như thế này. Đây là nguồn thu nhập duy nhất mà có thể nói là không có được bao nhiêu hết trơn á. Không có nhiêu tiền hết trơn. Dạ, mà lâu ngày mới bán được một lần nữa chứ. Dạ. Thì ngày hôm nay là con mang theo tấm lòng của hai cô như vậy. Dạ. Gửi đến cho ông bà ngoại. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ, rồi lần sau mà nếu mà có nhà hảo tâm nào gửi dạ. Con sẽ quay trở lại thăm ông bà ngoại tiếp theo nha. Dạ.
Dạ. Cảm ơn chú nhiều lắm á. Dạ. Chúc ông không bà biết sao nói. Dạ. Gặp nhau là cái duyên. Dạ. Mà ông bà ngoại nhận được tấm lòng nhà hảo tâm là cái phần phước của ông bà ngoại. Dạ. Dạ, thì đó là cái niềm hạnh phúc mà con cũng thay mặt nhà hảo tâm dạ gửi đến cho ông bà ngoại. Chúc ông bà ngoại giữ gìn sức khỏe của mình. Dạ, và gặp thêm được nhiều nhà hảo tâm để hỗ trợ tặng cho ông bà ngoại dạ trong những cái khoảng thời gian sau này. Tuổi dạ cao sức yếu. Dạ. Ông bà ngoại ha. Dạ. Dạ, vậy con xin phép tạm biệt ông bà ngoại nha. Dạ. 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 Thế thôi con cũng đi làm tiếp đây. Dạ. Dạ được, ông ngoại cứ lên đi lại con dịnh không đi được. Với lại như khi mà nó không có nước á thì con không có sợ bằng. Khi mà có nước á con mới sợ, có nước á con không biết là cái độ sâu. Dạ, con không biết cái độ sâu nó cỡ nào á. Cái con cũng sợ. Dạ. Rồi con cũng chúc bà ngoại giữ gìn sức khỏe luôn. Dạ. Dạ. Với tấm lòng của nhà hảo tâm nha. Nếu có nhà hảo tâm nào mà gửi tặng hỗ trợ ông bà ngoại thì con sẽ ghé thăm ông bà ngoại tiếp ha. Dạ, rồi chúc ông bà ngoại giữ gìn sức khỏe. Ừ. Dạ, anh tạm biệt bà ngoại nha. À. Dạ. Hẹn gặp bà ngoại sau. Dạ. Để anh Hoàng coi cái cây này cái gì vậy ông ngoại? Cây này cây nữ hoàng. Nữ hoàng, dạ. Vậy là nó có bông thôi chứ nó đâu có trái ăn không mày? Không, dạ. Nào bên đây nó có bông nè. À dạ, nó giống vậy đó ha. Nó có bông nó vàng. Dạ. Mà nó mới lúi bông lên. Dạ. Để lấy bóng mát thôi ông ngoại ha. Dạ. Nên ông bà ngoại cũng đi lượm củi nè. Rồi chặt ra phơi nữa. Ủa cái này có bán là được không ông bà ngoại? Dạ được. Dạ được không bà ngoại? Được. Một thước được bao nhiêu bà ngoại? Cần bán mớ vậy đó. Dạ. Một mớ vậy được bao nhiêu bà ngoại? Mớ vậy có 100 ngàn. Có 100 ngàn một đống luôn? Một đống luôn. Trời ơi. Dạ. Vậy là ai cần thì người ta vô mua. Ông bà ngoại lụm củi dưới sông lên. Dạ, rồi để dành chặt phơi ra để dành đó đó ha. Dạ, cảm ơn ông bà ngoại. Rồi ông bà ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, con gặp ông bà ngoại sau nha. Dạ, con xin phép. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng của cô Thu ở Canada cũng như là chị Loan ở Mỹ đã hỗ trợ cái phần quà cho ông bà ngoại sống ở dưới ghe mà thiếu thốn tình thương của con cháu trong cái cuộc đời này. Chúc chị Thu cũng như chị Loan, cô Thu, chị Loan sẽ luôn gặp nhiều sức khỏe cũng như may mắn trong cuộc sống của mình để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt ông bà ngoại. Dạ. 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 Chào tạm biệt cô chú anh dạ chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất. Dạ. Ông bà ngoại nhớ uống thuốc nghe. Dạ. Dạ.